chơi nha. Mày ra Đồ Sơn à? Tao thích hai con bé này phải về bàn của tao. Chơi, tóm lại mày thích gì? Tao thích đập nát cái bao này. Anh em, anh em đâu? Giết nó! Anh em đâu? Này các em, có biết thằng chó nó ở đâu không? Nó tên gì? Nói! Dạ, thằng đấy là Minh Đen ạ. Đầu gấu mới nổi ở xóm chợ. Đầu gấu mới nổi xóm chợ. Chó, bố mày sẽ cho mày chìm luôn. Anh, về ngay đi, thằng Minh Đen với bọn nó đang phá nát quán rồi, nhanh lên. Vâng, em đến ngay anh nhá. Em làm tục giúp anh nhá. Anh đi tí rồi về thôi. Anh ơi, trời ơi, sao đi ơi, xong chưa? Nhà mình vừa chơi nhỉ? Của em ơi, theo mẹ hàng tối qua toàn cá sấu. Mày biết đấy là địa bàn của ông trùm, sao mày vẫn đến phá hả? Tao thích tao phá. Xích kìa, xích kìa. Chó này bóng to đấy, này bố mày sẽ chọn biết thế nào để lấy đâu. Muốn đổ máu đúng không? Hôm nay thằng nào đổi mạng thì vào đây. Chó này, mày cứ chờ đấy. Thằng nào muốn chết vào đây, vào đây. Alo, anh ơi, cổ nó bị ung thư máu rồi. Anh đang ở đâu về đi, về viện ngay đi. Anh. Con bị ung thư máu rồi anh ạ. Em thì có thể chết được, nhưng mà con thì không. Bác sĩ bảo nó mới chỉ ở giai đoạn thứ 2 thôi.
Nếu có tiền thì vẫn chữa được. Anh ơi, anh làm thế nào cứu con đi? Bác sĩ bảo bao nhiêu tiền? 500. 500 triệu. Anh làm thế nào cứu con đi? Không có con em không chịu nghe, được. Em không sống này. Được anh. Nghe này, em bảo bác sĩ cứ điều trị cho con nhé. Nghe chưa? Bảo bác sĩ cứ điều trị cho con đi. Còn tiền ấy, tiền để anh lo nhá. Con ơi, con đừng lo nhá. Không sao cả, bố mẹ sẽ cứu con. Con ơi, không có con mẹ sống làm sao được. Mẹ ơi, mẹ ơi, con cũng yêu mẹ lắm. Ông tính thế nào đi, hàng của chúng ta tồn kho này không được đâu. Tôi đang nghĩ cách, nhưng mà bây giờ tôi công an nó làm gắt lắm. Ông thư thư cho tôi vài bữa, tôi sẽ tìm cách. Tôi thư thư cho ông thì ai thư thư cho tôi? Hàng của chúng ta một đống, như thế không bán được thì phá sản à? Ông bình tĩnh. Tôi hứa với ông, hai ngày nữa tôi sẽ tìm cách giải quyết. Ông nhớ đấy. Anh ạ. À em, có việc gì em? Chả giấu gì anh, vợ con em đều bị bệnh ung thư máu. Anh giúp em 500 triệu để em chữa bệnh cho vợ con em. Nếu anh giúp em lần này thì mạng của em sẽ là của anh. Vì em là em của anh, việc của em cũng là việc của anh em. Nhưng với số tiền 500 triệu là lớn đó. Mà bây giờ tụi công an nó làm gắt lắm, khó kiếm ăn. Anh xem, anh xem anh cố giúp em với. Thời gian gấp gáp lắm rồi. Nếu không, vợ con em sẽ chết mất. À, thôi được rồi. Tớ sẽ có cách. Chú cầm lấy chìa khóa xe. Lô hàng này tồn tại đã lâu rồi, nhưng công an làm rất cắt gáo. Tôi cần có một người liều mạng để đưa lô hàng này. Người tin tưởng đó chính là cậu. Nếu cậu làm được việc đó thì vợ con mẹ sẽ được cứu sống. Đây. Cái gì đây? Thằng Trắng à? Thì ra tất cả những thứ không có được đều là do ông mua thứ này. Ông tưởng quán karaoke đây à? Kiếm ra tiền à? Tôi đã tin lời ông rồi. Mày biết là một ngày tao phải chi bao nhiêu tiền để cho anh em không? 1 tỷ nhá. Cậu có làm được không? Bắt nó lại! Thằng Thành này trong giang hồ bao nhiêu lâu nay chưa bao giờ đánh anh em. Còn thằng nào muốn chết, vào đây! Giữ nó lại! Tại sao chúng mày đã phản tao à? Giữ nó lại! Bắt ngay! Đuổi chúng nó bắt về ngay! Nếu chúng nó báo với công an là chết hết cả đút! Nhanh lên! Nhanh! Đuổi nhau! Mẹ kiếp! Giàu thì nhiều người bước đến bên ta xem như bạn, nghèo thì ngoảnh mặt rồi quay lưng đi làm ngơ. Tình đời là thế, thắng làm vua thua làm bần. Ai cần ai thương ai yêu ai giữa cái chợ đời. Làng này giơ tay đi. Dòng đời nhiều phen bão tố phong ba ta đâu sợ. Chỉ sợ lòng người con đang cái chăn bán đội đen. Bán chăn bán xanh mặt hết này. Người bên ta vì tình tiền tài thân tế rồi cũng sẽ về đâu. Mồ sâu đến bao nhiêu lâu nay ta mới chôn được tình. Người ngày tháng ư mấy ai giữ được mình. Lời yêu thương hôm qua
còn 20 triệu. Đất lẻ còn 20 triệu. Đất lẻ 20 triệu. Bỏ lại. Trả chăn bán. Đất lẻ lại, trả lại 30 triệu. Đất chăn 30 triệu. Bỏ lại. Đèn lắm, đổi quân đi. Có ai có quân không? Có. Thế tôi có một quân mới cắt đây. Quân nó chuẩn không đây? Ok đi. Quân có chồng quân chơi đâu anh ạ? À? Ok đi. Ở cái đất này có ai không biết, địa bàn này địa bàn của Minh Đen mà chúng mày phải lo. Ok đi em. Tay đây. Đấy chân bán. Lèo có 30 triệu. Mở bát đi. Mở lại. Tên em kiểm tra quân cho anh. Đưa lại. Bắn lại. Này. Mày ở đâu đến đây mà dám đến địa bàn của tao làm cho mèo này hả? Đưa lại. Thằng này. Đồ mày để ở đâu? Hả? Quan trọng nhất là phải biết kính trên nhường dưới. Nghe chưa? Dạ. Đừng để anh nghe nhé, nói xấu của em là không tốt. Các em nhớ chưa? Vâng. Thưa đại ca. Thưa đại ca, có anh Thành muốn gặp đại ca. Mời chú vào đây. Anh ạ. Ừ. Mới về em. Anh nghe chú lên thủ đô lập nghiệp thành công, anh mừng cho chú. Đây em, chú mời anh nói chuyện. Vâng. Nói thật với anh, em lần này về học phòng có việc cần nhờ chú. Dạ. Đúng rồi. Có việc thì giúp được, anh sẽ giúp. Em cần 500 triệu để chữa bệnh cho vợ con em. Anh xem, nếu anh giúp được, cái mạng của em là của anh. Được. Đó là anh em. Giúp được gì anh sẽ giúp. Anh cầu hơn này cả. Nhưng, có một điều kiện. Gì để anh điều tra kỹ đã. Nếu quả thật vợ con chú ốm nặng, anh sẽ giúp vô điều kiện. Bây giờ chú ở đây chơi với anh mấy hôm. Uống nước đi. Đại ca ơi, đại ca ơi. Đại ca ơi, có bọn nào dàn tốc tài đến bãi mình nó phá. Nè, bọn này láo nhỉ. Đại ca, đều sự của anh. Chú giải quyết đi. Bọn mày đã vi phạm luật giang hồ. Địa bàn này là địa bàn của anh Dũng Dâu. Khôn hồn thì làm đúng luật, tránh đổ máu vô ích. Mày nói luật nào? Mày là thằng ở đâu đến? Là con rán ở đâu đến mà đòi lên mặt dạy đời?
Mày có biết đây là địa bàn của ai không? Ở anh em. Đây là địa bàn của anh em tao. Địa bàn của anh em tao. Mày là con ve sầu ở đâu đến mà đòi lên mặt dạy đời hả? Thích gì? Tao muốn bọn mày chết. Cầm hộ anh cái kính 200 triệu. Mày thích chết đúng không? Thế thì tao sẽ cho mày chết. Bỏ to đấy. Ngoan ngoan không? Được đấy. Bây giờ thì tao sẽ cho mày biết thế nào là võ thuật. Tiếp đây. Cao thủ đấy. Mày tên là gì? Thành. Mày từ đâu đến? Điều đó không quan trọng. Địa bàn của anh bớt mặt phải là mũi. Các chú về đi, anh không muốn các chú phải đổ máu. Anh Dũng Dâu, anh nói hay lắm. Thế nhưng mà anh nhìn đi, bao nhiêu bến bãi anh đều chiếm hết. Còn cái xó xỉnh nào không? Còn cái chỗ nào dành cho chúng tôi không? Hả? Đúng không? Đúng. Chính vì thế, nếu như anh mà là đại ca ấy, thì anh rộng lượng đi. Nhường cho chúng tôi một bến đi. Chỗ này này, để chúng tôi sống. Anh đồng ý không? Được. Nếu chú thích, anh sẽ cho. Liệu chú có giữ được không? Ý anh sao? Anh khuyên thật. Nếu chú muốn có một mảnh đất để sống thì hãy về đầu quân cho anh. Em đồng ý. Đại ca, đại ca, đại ca. Xin chào ông Dũng Dâu. Chào ông Toàn Hồ. Hôm nay tôi đến đây yêu cầu ông trả lại người cho tôi. Trước tôi là người của ông, giờ thì không. Mày định làm phản này? Tao nói cho mày biết, khi mày sống thuộc về tao, chết mày cũng sẽ thuộc về tao. Ông Dũng Dâu, luật giang hồ chắc ông hiểu điều đó chứ? Luật giang hồ đúng là như thế. Nhưng Hải Phòng có luật riêng của nó. Thằng Thành, nó đã từng là em của tôi. Nó đi đâu và làm gì, ai ức hiếp nó, tôi phải ra mặt. Chó chết. Chúng mày định dọa nạt tao à? Tao không sợ đâu. Anh ấy, tao sẽ giết mày. Mọi người đều là anh em. Luật giang hồ có quy định ấy, thà mình chết chứ không được giết hại anh em. Mà tôi khuyên ông,
bỏ hàng trắng đi, sẽ không có kết cục tốt đâu. Mọi người, ông ta chỉ lợi dụng mọi người thôi. Hãy từ bỏ ông ta, đến với đại ca Dũng, đến với chính nghĩa. Đại ca Dũng mới là người chúng ta nên theo. Chúng mày dám. Đã thế hôm nay, tao sẽ cho chúng mày về trường sinh vương. Ông Tuấn Hổ, hôm nay đại ca tao tha cho mày cũng về luật lệ giang hồ đất cảng. Giờ ông biến, đừng để chúng tao giang hồ đất cảng xử lý tài nhân. Mẹ kiếp, chúng mày được lắm. Chúng mày là một lũ lính cầu phản chủ. Chúng mày hãy nhớ, tao sẽ không tha cho chúng mày đâu. Chúng mày nhớ nhá, Tao sẽ xử lý chúng mày, tao sẽ không tha đâu. Vậy kiếp. Anh em, uống đi. Đó,
Ui anh em ơi, các bạn ơi. Hôm nay mà phải mời anh em đi đây để học cuộc họp này. Mời anh em đứng dậy đi. Thật sự tôi không vui, nhưng tôi cũng phải nói một điều như thế này. Thằng Hương Trọng đó là em nhà mình, nhưng nó là sai phạm với tất cả anh em ở đây, sai với luật lệ giang hồ, sai với những gì anh em mình đặt ra. Nó là vi phạm, nó chơi đồ, nó buôn bán đồ để hãm hại anh em. Tôi là anh, là anh của nó, tôi rất là đau nhưng vẫn phải xử nó theo luật, theo luật giang hồ đặt ra. Nên tất cả anh em nhà mình ai hưởng ứng thì cầm ly đi rượu lại lên. Lên cạn chén đi rượu lại. Đây không phải là trường hợp đầu tiên, nhưng chắc chắn sẽ là trường hợp cuối cùng. Cũng là lời cảnh báo cho tất cả anh em trong công ty mình. Luật lệ giang hồ đã đặt ra là phải nghe theo, ai sai phải xử theo đúng luật lệ giang hồ. Còn ai đúng thì phải được thưởng. Anh em có đồng ý không? Vâng. Cố kiếp, nào anh em lên liền. Vâng. Hết đi rượu này, mong rằng anh em phải nhớ những gì luật lệ giang hồ đã đặt ra. Hết. Đại ca. Ủa? Đại ca. Đại ca. Cái gì? Có việc gì? Có anh toàn thủ muốn gặp đại ca. Mời anh toàn thủ vào đây. Em mời anh ạ. Xin chào anh em. Chào anh. Chào anh. Chào anh. Chào anh. Vâng, em chào anh. Như này, mời anh ngồi đây. Anh ngồi đây trước đây. Ừ. Lấy bát, rượu cho anh. Anh trai, anh có chuyện gì? Anh nói, em nghe. Anh tới đây nhờ em một việc. Vâng, anh cứ nói đi. Thằng Thành, nó đã phản bội anh và cả chúng nó. Cái gì á? Thằng Thành và tất cả chúng nó phản bội anh sao? Đúng. Thằng Thành đến vay tiền anh, anh chưa có cho nó. Nó đã tìm gặp thằng Dũng Dâu ở Hải Phòng và vu cho anh là buôn hàng trắng. Chú phải giúp anh đòi lại danh dự này. Em hứa với anh, em sẽ đòi lại danh dự cho anh. Anh là anh của em. Chúng nó láo với anh, tức là láo với em. Em sẽ xử chúng nó. Ok. Tất cả anh em. Dạ. Thằng Thành và tất cả em của anh Toàn đã phản bội anh Toàn. Tất cả anh em phải xử nó để đòi lại công bằng cho anh Toàn là anh của anh. Vâng, đại ca. Tất cả anh em lưng ly lên. Vâng, đại ca. Xin cảm ơn tất cả anh em. Có tiếng nói của chú trong giới giang hồ từ Bắc ngoài Nam đều để phục chú. Mong chú giúp anh dạy cho bọn linh cẩu này một bài học nhớ đời. Nó phải chịu hậu quả những gì nó đã gây ra. Anh yên tâm, uống đi tất cả anh em. Xin cảm ơn tất cả các em. Đại ca phải hơn chưa? Chết. Chúng mày đã tìm được nó chưa? Dạ, thưa đại ca, chưa, chúng nó trốn mất rồi. Đại ca, nước đi. Nhạc gọi điện cho các em. Tao thèm cái cảm giác đi hát mà ôm gái lắm à.
Chỉ mong đại ca khỏe thôi, chứ còn gái thì thiếu gì. Vâng, thế để em gọi anh em anh nhá. Ok, gọi tất cả các em. Hôm nay đi ăn đi chơi, đi hát cho thoải mái đi. Rồi. Này, bọn chó, chúng mày làm gì ở đây đấy? Bố mày đến đây để mua cát đấy. Mua cát cái lờ, bố mày thừa biết chúng mày đến đây để chữa bãi. Chúng mày thích chữa bãi không? Bố mày cho mày biết thế nào chiếm bãi. Anh Cường ơi, cứu đi anh. Thế này, chúng mày chơi với nhau à? Sơn, đánh nhau luôn không? Anh cho em hỏi các anh là ai ạ? Tao là Đường. Biết. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Bọn em không biết gì, có mạo phạm, mong anh tha tội ạ. Cút! Đại ca ơi! Đại ca! Đại ca ơi! Sao gì đây? Bọn thằng Minh tóc dài, đệ của thằng Bảo, chúng nó đến chiếm bãi, bị bọn em đuổi đánh. Xong chúng nó gọi anh Đường đánh bọn em. Mẹ bọn chó ơi. Anh em chó tao, phá tiêu chó này. Phá. Cho các bố mới hỏi thằng chó nào vừa đánh em tao. Tao đánh đấy. Chúng nó láo, tao phải đánh thôi. Hai thằng, ra đây. Dạ thưa đại ca, chính thằng này cùng đồng bọn đến cướp bãi, bị chúng em đuổi đánh, xong nó nhờ anh Đường đánh lại bọn em. Thế bây giờ là ai sai? Hoan. Mày kéo đến đây đông nhỉ? Này, hôm nay ngày đẹp chúng mày đến đây ăn cưới à? À, bố mày từ sáng đến bây giờ thấy toàn đám ma thôi, không thấy đám cưới nhá. Thích gì? Bố mày thích là Tết. Tưởng thằng chó nào, hóa ra là thằng Minh Đen. Này, lần trước bị đâm như thế, chưa chết à? Còn đau không? Hôm nay bố mày sẽ cho biết thế nào là rơi máu. Chúng mày thích hả? Vào đây! Anh em! Giết! Giết! Con chó này! Mày chơi hàng nóng à? Nếu bản lĩnh của hàng nóng đi, tay đôi với tao. Bố mày sợ mày chắc? Cầm cho anh cái kính 25 triệu. Nào, còn thích gì nữa không? Con chó này vào ông to đấy. Bây giờ nhá, bố mày sẽ cho mày biết thế nào là cung phu ăn đá. Con chó! Được đấy. Rồi, chung kết đi em. Nào, bây giờ thì vào đây, bố mày cho mày đánh trước. Đó này. Nào, bây giờ tao nói với chúng mày nhá, bố mày không thích đổ máu ở đây, còn thằng nào thích ấy, tối hẹn nhau ở bên cảng nhá. Còn bây giờ thì biết. Con chó này, bố mày ghi nhớ nỗi nhục này. Mày cứ nhớ buông nó đi. Anh em, rút. Về nhà mà ăn cưới đi. Anh em, về.
thôi, cháu cũng mệt đúng cháu. Bà thương cháu lắm. Bà ơi, mẹ con đâu? Mẹ cháu đi mua cháo cho cháu đi. Sắp về rồi. Cháu yên tâm, bố cháu đi kiếm tiền về để chữa bệnh cho cháu nhé. Thành đã về rồi con. Yêu con gái lắm. Con gái phải thật khỏe mạnh nhá. Bố sẽ không để cho hai mẹ con nó bị sao đâu nhá. Bố ơi, thế là con khỏi và sao? Con được sống bên bố mẹ và bà. Không sao đâu, con thì không sao đâu. Mẹ ơi, vợ con đâu mẹ? Vợ con yếu, không chịu nổi, đã vào nhập viện rồi con ạ. Thế các bác sĩ đã điều trị cho cháu chưa? Con ơi, đã có tiền để chữa bệnh cho cháu đâu của con? Mẹ, đây là 500 triệu. Mẹ đâu phải tìm giúp con nhé. Mẹ xin, đấy là có tiền rồi để chữa bệnh cho cháu thì tốt quá con ạ. Con ở phòng nào? Không biết, chỉ biết trong viện thôi. Anh em mình chia thành hai hướng tìm chúng nó. Lên. Mẹ con đi đấy. Cho Dung Dâu để phản lại anh toàn thổ. Thế anh? Em làm sao xử đẹp chúng nó cho anh? Thằng Thành và em vừa giáp mặt nhau, nó về đầu quân cho anh Dung Dâu. Em cũng thế. Ui, chiếm bến đấy mà anh ơi. Chú làm thế nào xử đẹp bọn nó cho anh? Anh yên tâm,
Anh cứ giao việc, em sẽ hoàn thành trả ơn cho anh. Như thế anh yên tâm rồi. Có gì thông báo cho anh ngay nhá. Vâng, 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 ok anh. Này, chúng mày nghe đây. Có việc lớn. Anh Giang Rồng phải nhờ. Bây giờ nhá, thằng kia, sang gọi em Mai Thúy vào phòng gặp tao có việc. Vâng ạ. Còn anh em cứ chơi vui nhá. Này, thử nghiệm đốt mà chơi gió sương. Nhập tiếp đây. Ba đen này. Hôm qua em mới chiều xong, hôm nay vẫn còn đau. Thế mà hôm nay anh lại muốn à? Đúng là cái đồ đáng ghét. Này đây. Dạ. Muốn ấy thì lúc nào cũng muốn, thế nhưng không phải lúc này. Kéo cái áo lên. Cầm lấy cái này. Nào, cất kỹ đi. Cho vào túi. Đi theo anh. Dạ. Có việc. Hàn Quốc giải quyết việc rồi. Bây giờ hôm nay toàn bộ cái hành nhã xử lý. Các chú đến có việc gì đấy? À thế ạ. À, chẳng có chuyện gì anh ạ. Hôm nay đầu tháng, em qua nộp tiền bến bãi cho anh. Đây, tháng này anh em làm ăn hơi được ạ. Tốt, các chú vất vả nhiều rồi. Đây, anh thưởng cho chú cọc. Anh em chia nhau tối đi trả chết nhá. Các làm thoải mái đây. Chào chết nhá. Em cảm ơn anh. Anh em. Vui rồi. Tối nay tha hồ mà bay. Anh ơi, từ ngày có anh về và anh em về, anh hùng quy tụ, anh em mình ăn nên làm ra. Mọi việc đâu ở đấy, bến bãi không thằng nào dám ngược anh ạ. Em bảo này. Anh thưởng em cốc trà nhá. Đây của chú đây. Dạ. Em xin. Lành chim đậu cho nên anh em mình về quần tụ với nhau toàn anh hùng đấy, làm nên việc lớn nó sướng anh ạ. Chú bảo này, từ mùng 10 tháng này nhá, chú Thành chú về, chú quản lý bãi cùng chú, anh em bảo nhau làm công việc nhá. Vâng, không sao anh ạ, anh em với nhau hết mà. Chào thưa anh, thôi bây giờ cũng đến giờ rồi, anh em xin phép về bến, nếu không bọn trẻ con nó tới lại mất mồi. Em về anh nhá. Chào đại ca. Chào đại ca. Chào các anh. Đứng lại! Dạ, có chuyện gì thế anh? Anh hỏi chú, tại sao bọn anh tốt với chú thế mà chú dám dùng ma túy để ám hại anh? Dạ không à. Thằng Trường đâu? Mang ma túy đây. Dạ đây thưa anh. Dạ thưa anh, chính con này nó mang ma túy giấu ở trong toilet ạ. Kẻ phản chủ thiếu luật giang hồ là phải chết. Được, anh hùng chồng, anh đúng không hổ danh ấy, con đại bàng, mắt anh tinh lắm. Anh về mấy anh Dũng Dâu ấy là hợp lý. Còn tôi, quân tử dám làm dám chịu,
Anh bắn đi. Giết chú thì dễ, nhưng anh muốn tìm hiểu tại sao anh thua chú thế mà chú dám hại anh. Cũng vì luật lệ giang hồ thôi. Tôi vì tình nghĩa chịu ơn người ta thì tôi phải trả. Hai thằng chó này nó mang hàng đến địa bàn mình chơi lại còn giành giật em anh biết đại ca. Giận hay không? Em chứng kiến em đuổi nó đến tận đây mà đại ca. Anh Giang. Em bảo tóc dài đấy mà. Bảo tóc dài à? Vâng. Anh ơi, thật ra thì không phải là em mang hàng vào đây bán đâu ạ. Chẳng qua là em hôm nay gặp Mai Thúy. Em và Mai Thúy thì quen nhau từ rất lâu rồi. Hôm nay là bọn em vui quá nên cắn biết kẹo thôi ạ. Có thật là mày cắn kẹo hay mày mang hàng vào đây bán? Không, không phải anh ạ. Em không dám nói dối đâu ạ. Thôi, nếu mày là thằng khác thì hôm nay đời mày xong rồi. Vâng. Nhưng lệ tình, anh biết mày để anh tha. Vâng. Anh em, lui. Anh Giang, em cảm ơn anh. Em xin ghi nhớ ơn này và hẹn một ngày sẽ trả lại ơn anh. Rồi. Em xin phép. Chúng mày về đây. Về cùng Thúy nhá. Về đây. Vâng. Chờ thì anh bắn đi. Bắn! Đại ca chú là ai? Nói! Anh Giang rồi. Anh ấy rất muốn gặp anh đấy. Anh có dám gặp không? Được! Mày hẹn nó tối ra cảng gặp tao. Ok. Giờ thì biết. Về nha. Sau khi nhiều người bước đến bên ta xem như bạn, nghèo thì ngoảnh mặt rồi quay lưng đi làm ngơ. Tình đời là thế, thắng làm vua thua làm giặc. Ai cần ai thương ai yêu ai giữa cái chợ. Dòng đời nhiều phèn bao tố phong ba ta đâu sợ. Chỉ sợ lòng người còn đang trắng bỗng đổi đen. Bạn bè bằng hữu mấy người bên ta vì tình. Tiền tài thân thế rồi cũng sẽ về đâu. Mộ sâu đến bao nhiêu lâu đây ta mới chôn được tình. Người ngày tháng ư mấy ai giữ được mình. Lời yêu thương hôm qua xem như là mây khói. Tình đời bán mua nhau mà thôi. Lời danh giống như mây trên cao ai cũng mơ chạm vào. Rồi khi tính giấc đau ngẫm sự đời mới thấu. Không tin ai đừng tin ai. Thằng Dũng Dâu đâu? Đại ca Dâu đi vắng. Tao và anh em hôm nay thay mặt đại ca Dâu xử lý việc này. Chúng mày đã phạm vào luật giang hồ, chơi bẩn, lôi kéo anh em chúng tao. Hôm nay, chúng mày phải trả giá đắt đấy. Ông Toàn Thổ, ông mới chính là người vi phạm luật giang hồ. Bán rẻ anh em, buôn bán hàng trắng. Ông có xứng đáng là đại ca không? Hả? Lão Tuyết! Mày thấy ta buôn hàng trắng lúc nào hả? Đồ vũ không hiểu ấy. Chú Giang, chú xử lý bọn này, dạy cho bọn này một bài học. Ngon đấy nhờ. Giang hồ phải sống đúng chất của giang hồ, phải sống đúng luật lệ của giang hồ. Chúng mày đã sai. Chúng mày đã lôi kéo em của anh Toàn Thổ làm những điều phi pháp. Hôm nay đích thân tao sẽ xử lý chúng mày. Anh, để em. Chú xử lý thằng này cho anh.
Dậy đi. Hả? Chúng mày toàn là dân giang hồ mà chỉ vì một kẻ tiểu nhân để xảy ra đâm chém nhau như vậy à? Thằng nào tin đi nhau? Anh Đường, tất cả là lỗi của chúng nó. Chúng nó đã lôi kéo em của anh Toàn Thổ vào việc này. Hôm nay em xin phép anh cho em được xử lý chúng nó. Vợ thị vào đây, tao chịu hết. Dừng lại. Hoàn Thổ, mày là kẻ tiểu nhân, mày buôn ma túy à? Tao đã có bằng chứng đây rồi. Mày cãi được không? Anh Toàn, cái chuyện này là như thế nào? Nói. Tại sao anh lại lừa dối anh em? Không! Giết nó! Anh em! Tôi xin anh em! Tôi xin anh em! Tôi xin anh em! Kẻ giết anh sẽ phải trả giá. Buồn vì chúng em giúp Toàn Thổ, giờ chúng em xin lỗi đại ca. Đại người đang ngồi không nên chỉ cùng giết bạn ép người ta đường cùng. Do việc xảy ra rồi anh không chấp nữa, nghe em vui vẻ đi. Dạ, lỗi đại ca. Mời tất cả anh em đứng lên. Hôm nay tôi mời tất cả anh em đến đây. Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người anh em đã luôn luôn sát cánh bên tôi trong những thời gian vừa qua. Lời thứ hai, tôi xin rút kinh nghiệm sau những sự việc xảy ra vừa qua. Chỉ vì một kẻ tiểu nhân, còn xin lỗi, tôi đã khiến anh em làm những điều không đúng. Thưa đại ca, sống trong giang hồ ấy, có đôi khi mình không thể lường trước được sự đời, cho nên xin đại ca đừng suy nghĩ quá. Chén rượu này
Tôi xin nhận lỗi với tất cả anh em. Mời anh em uống. Mời đại ca! Mời đại ca! Uống! Hết! Thưa đại ca, em anh hùng phiêu giạt, hiện giờ không có nơi để về. Em và anh em Hải Phòng lên trên này cũng là mong xin đại ca nhận chúng em làm đệ tử. Chúng em xin hết mình vì đại ca, để cùng đại ca làm nên nghiệp lớn ạ. Nếu được như thế thì rất là tốt. Anh và anh em ở đây cũng rất mong có em ở bên cạnh. Anh xin chào mừng chú. Em xin cảm ơn đại ca. Tất cả anh em, công ty mình ở đây, hôm nay anh quyết định nhận chú Bảo và anh sẽ giao khu karaoke, massage, nhà hàng, quán ăn cho chú Bảo. Tất cả anh em nếu đồng ý thì cầm ly rượu lên, uống hết chén rượu này. Cô bé, hôm nay thấy người như nào? Khỏe chưa? Bố ơi, mẹ con rồi à? Con nhớ mẹ lắm. Mẹ đang ở nhà chờ con đấy. Bố cũng nhớ mẹ lắm. Con ơi, đó là các bác sĩ đang chuẩn bị phòng mổ rồi, phẫu thuật cho cháu rồi nhá. Ôi, cháu của bà khổ quá. Bố ơi, con hái chiếc váy này đẹp quá à. Đúng rồi con. Lúc ngày hôm nay con sẽ được mặc. Mời gia đình bệnh nhân vào đón cháu. Anh Thành, chạy đi! Ủa? Hả? Sao? Chào anh em. À, lão Trọng. Dạ vâng, em đây đại ca.
Bây giờ anh em mình về một nhà rồi. Vui đó. Anh em đâu cả rồi? Sao bắn thế? Dạ thưa đại ca, anh em chưa được phép ngồi với đại ca. Chúng em xin được phép hầu duyệt đại ca trước rồi sẽ gọi anh em vào sau ạ. À thế à? Mời anh em ngồi xuống. Mời đại ca. Chúc mừng đại ca đã được anh Giang Dầu tin tưởng và giao cho về quản lý địa bàn này ạ. Được. Mời anh em. Bây giờ ấy, tôi về với anh em, chúng mình cùng chung một nhà. Có Lộc ấy thì cùng nhau chia, mà có Họa ấy thì cùng nhau gánh. Anh em nhớ, đừng ai qua mặt tôi, hiểu chưa? Mời anh em. Đó thưa đại ca, ngày mai em sẽ dẫn đại ca đến những chỗ mà mình đang quản lý ạ. Ok, mời anh em. Chào mừng đại ca. Khổng Yên, em đã sẵn sàng yêu anh chứ? Lại đây anh, bà bảo. Khổng Yên, ngày hôm nay dù có chết, anh cũng sẽ cùng em lên tiên. Đứng lại, nếu không anh sẽ bị bắn chết. Khổng Yên, em thật là tinh nghịch. Ngày hôm nay dù có chết vì em, anh cũng sẽ nguyện yêu em. Không nghĩ. Ok em. Giờ anh em chúng mày đi theo anh qua nhà bà Vân, anh thấy hoàn cảnh nhà bà ấy rất là khó khăn. Anh em mình qua đấy từ thiện. Vâng, thưa đại ca. Của anh hết 100 anh ạ. Anh bỏ tất nha. Sao đông tóc chưa hả? Xin cảm ơn anh ạ. Ok em. Đi. Chú Cường Ma, hôm nay có chuyện gì mà anh em đi đông đấy? Anh Lâm này, từ nay địa bàn này anh Bảo Tóc Dài sẽ quản lý. Bảo Tóc Dài là thằng nào? Là tao. Cửa hàng đẹp nhỉ? Chơi toàn hàng độc. Đẹp. Anh Lâm này, kể từ nay ấy, mình về quản lý khu vực này. Anh em mình bảo nhau làm ăn nhé. Ăn chia 7-3. Cứ lặng lẽ mà làm ăn. À, Lộc không phải từ trên trời rơi xuống đâu. Không có cái gì là tự nhiên cả. Còn nếu ấy, thằng nào báo cho cớm, đéo có cái gì cho vào mồm đâu nhá. Thằng kia, cầm cho anh ấy kính 200 triệu. Tay ấy, toàn là vàng ấy. Nhưng mà lại không có cái nhẫn vàng trắng kim cương nào nhỉ? Chống trả, vô cùng chống trả. Đơn giản, chắc đại ca lại thích nhẫn kim cương này. Đeo. Đẹp đấy. Được. Anh Lâm biết điều đấy.
có tí hơi thuốc thì nghe nó hợp lý hơn nhỉ? Thuốc. Đấy. Đại ca bây giờ sao? Thằng này quá láo, dám vượt mặt anh em mình, không thế được. Anh em phải xử. Bình tĩnh, chờ lệnh của chị Đại. Ê, thằng An Bình này thuộc địa bàn mình à? Dạ vâng. Ê cho nó thằng này đâu? Đây em chuẩn bị sẵn rồi. Xong rồi đấy ạ. Mời chị Đại ngồi ạ. Mời chị hút thuốc. Chị Đại đi có mệt không ạ? Tình hình địa bàn anh trông coi tới đâu rồi? Thưa chị yên tâm, tất cả trong tầm tay của em ạ. Hàng đã có sẵn chưa? Thưa chị Đại, hàng thì đã có sẵn, nhưng em chưa chuyển. Tại sao lại chưa chuyển được đi? Vì hiện tại bọn thằng Bảo Tóc Dài và bọn thằng Giang Rồng đang quản lý địa bàn. Nếu cố tình chuyển, một là sẽ bị gớm tóm, hai là sẽ bị chúng nó phá và cướp hết hàng. Ông Trùm đã có lệnh khử chúng nó. Thế hả chị? Ngày hôm nay cứ chuyển hàng, nhử con mồi vào bẫy rồi thịt chúng nó. Vâng, em nhận lệnh. Đại ca, đại ca. Sao? Có chuyện gì? Bọn thằng Lâm nó đang vận chuyển hàng qua khỏi địa bàn của mình. Thế à? Nó vận chuyển hàng gì? Hình như là kim cương đấy cả. Kim cương? Thôi được, gọi anh em chặn xe của nó cho ta. Anh chồng. Rồi. Thay mặt em làm luật chúng nó. Ok. Cường à, chúng mày chặn xe tao với mục đích gì? Lâm, mày định vượt mặt tao, buôn kim cương qua khỏi địa bàn tao à? Kim cương nào? Hán. Không bị kiểm. Lấy cho nó xem. Ok, đưa đây. Đây không phải kim cương là cái gì? Hàng đấy mày thử đi. Hàng chó, đây là hàng giả mày định chưa ra à? Mày cần hàng thật chứ gì? Ok, đưa đây. Có ngay cho mày. Thằng Bảo Tóc Dài đâu? Chị Đại, chị cứ bình tĩnh để nói chuyện đã. Chúng mày đã vượt mặt tao, hôn hồn thì giao thằng Bảo Tóc Dài đấy. Hôm nay đại ca đi vắng, tao thay mặt đại ca để làm luật với chúng mày. Mày thích chết à? Chị đây, chị cứ bình tĩnh đã. Cả mày nữa. Mày thích chết à? Hôn hồn thì tìm đường sáng mà đi, không thì mạng sẽ phải đổi bằng mạng. Và truyền lời lại với thằng Bảo Tóc Dài là chị Đại đó về. Cút. Thank you.
con thấy gia đình nhà mình rất là khó khăn, chúng con có chút lòng thành gửi đến cô và gia đình. Vâng. Đại ca về cái đất Vĩnh Phúc này, dòng ngập nước chắc chắn sẽ làm nên việc lớn, đại ca. Đương nhiên rồi. Đại ca ơi, đại ca về đây là phải ăn mừng nữa ạ. Này, tao đã chuẩn bị một cái bữa tiệc thật là lớn tại biển Đồ Sơn, chơi cho nó sướng. Đại ca thật là hoành tráng. Chơi đó phải thế. Đồ Sơn chơi cho nó sướng. Sau khi nhiều người bước đến bên ta xem như bạn, nghèo thì ngoảnh mặt rồi quay lưng đi làm ngơ. Tình đời là thế, thắng làm vua thua làm giặc. Nhìn ngon đấy. Chỉ sợ lòng người còn đang trắng bóng đôi đen. Bạn bè bằng hữu mấy người bên ta vì tình. Bây giờ hai thằng đó, vào trong chuẩn bị cho anh một mâm hải sản. Tí bọn anh bơi xong lên chén cho nó sướng. Vâng, đi bơi. Đây. Nào các bạn. Người ngày tháng ư mấy ai giữ được mình. Lời yêu thương hôm qua xem như là mây khói, tình đời bán mua nhau mà thôi. Lời danh giống như mây trên cao, ai cũng mơ chạm vào. Rồi khi tính rất đau, ngẫm sự đời mới thấu. Không tin ai, đừng tin ai. Chắn sẽ phải đền tội. Anh sẽ không để chú làm một mình đâu. Đại ca, đại ca. Điều gì? Thưa đại ca, tên Phan Hoàng cho người đến, nó muốn gặp đại ca tối nay tại bến cảng để giải quyết ân oán với hắn. Được, ta đồng ý. Dạ vâng. Em về rồi đây.
ca ơi, em nhìn sợ quá. Bọn chặt vào. Bây giờ cầm dao, rạch vết thương, lấy đạn dao cho anh. Đại ca, em không làm được đâu. Đây rồi ạ. À, bọn chó. Em có biết bọn nó là người ở đâu không? Dạ, bọn nó chính là đàn em của ông trùm Phan Hoàng từ trong Sài Gòn ra. Phan Hoàng, hắn ta là một người rất là trượng nghĩa, giang hồ ai cũng yêu quý hắn ta. Hắn sống rất đúng cơ mà, sao lại ra tay bị đuổi thế này? Dạ, chúng em đã điều tra kỹ rồi. Ông ấy chính là em kết nghĩa của ông Toàn Thổ. Chắc là do hiểu lầm nên là... Chúng là người của tên Hoàng Sài Gòn, em trai kết nghĩa của tên Toàn Thổ, và chúng tính từ Sài Gòn ra đây để trả thù với đại ca. Chó này, nó gan này, chúng mày chuẩn bị đồ, tao đi sớm đó. Thưa đại ca, bác sĩ nói vết thương của đại ca chảy máu trong rất là nghiêm trọng, đại ca nên cần ở lại để nghỉ ngơi điều trị đại ca. Tao không sao. Chúng nó bắn anh ạ. Bọn nào vậy? Thưa anh, em điều tra kỹ rồi, bọn chúng là người của Phan Hoàng, là ông trùm ở trong Sài Gòn. Hình như hắn ấy chính là anh em kết nghĩa của tên Toàn Thổ, ra ngoài này để trả thù cho tên Toàn Thổ. Thế bây giờ chú có biết chúng nó ở đâu? Em biết, chúng đang trên đường đến nhà anh Dũng Dâu ạ. Thế thì lên đường đi. Vâng. Chó này rồi. Anh em, giết
Qua trong đây anh ạ, chắc là nhà anh Dũng xong rồi. Đi thôi. Kẻ giết người phải đền mạng. Ông Dũng đâu? Tôi sẽ thay mặt công lý trừng trị lũ đàn em của ông ngông cuồng để giết thay anh trai kết nghĩa của tôi mà thôi. Ông Hoàng, ông cũng là người trong giang hồ, chắc ông hiểu luật ngầm trong giang hồ chứ. Ai sai người ấy chịu. Cớ sao ông lại gây thêm oán thù làm gì? Các ông mới là sai. Cho nên bắt các ông phải chịu nỗi đau như tôi mà thôi. Ông muốn gì? Thích gì tôi cũng chịu. Tôi muốn giết ông. Đến bên ta xem như bạn, nghèo thì ngoảnh mặt rồi quay lưng đi làm ngơ. Tình đời là thế, thắng làm vua thua làm giặc, ai cần ai thương ai yêu ai giữa cái chợ. Dòng đời nhiều phen bao tố phong ba, ta đâu sợ, chỉ sợ lòng người còn đang trắng bỗng đổi đen. Bạn bè bằng hữu mấy người bên ta vì tình, tiền tài thân thế rồi cũng sẽ về đâu. Mộ sâu đến bao nhiêu lâu đây ta mới chôn được tình. Người ngày tháng ư mấy ai giữ được mình. Lời yêu thương hôm qua xem như là mây khói. Tình đời bán mua nhau mà thôi. Lời danh giống như mây trên cao, ai cũng mơ chạm vào. Tính giấc đau ngẫm sự đời mới thấu. Không tin ai, đừng tin ai. Ngoảnh mặt rồi quay lưng đi làm ngơ. Tình đời là thế, thắng làm vua thua làm giặc, ai cần ai thương ai yêu ai chưa cái giờ. Dòng đời nhiều phen bao tố phong ba, ta đâu sợ, chỉ sợ lòng người còn đang trắng bỗng đổi đen. Bạn bè bằng hữu mấy người bên ta vì tình, tiền tài thân thế rồi cũng sẽ về đâu. Mộ sâu đến bao nhiêu lâu đây ta mới chôn được tình. Người ngày tháng mấy ai giữ được mình. Lời yêu thương hôm qua xem như là mây khói. Tình đời bán mua nhau mà thôi. Lời danh giống như mây trên cao, ai cũng mơ chạm vào. Rồi khi tính giấc đau ngẫm sự đời mới thấu. Xem như là mây khói, tình đời bán mua nhau mà thôi. Lời danh giống như mây trên cao, ai cũng mơ chạm vào. Rồi khi tình
giấc đau ngẫm sự đời mới thấu. Không tin ai, đừng tin ai, không tin ai, đừng tin.